Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 31 tháng 1. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau rét đậm rét hại. Chợ đầu mối rau củ ở Hà Nội ngày giáp Tết mưa lạnh thấu xương. Động đất mạnh 6 độ tại khu vực biên giới Kyrgyzstan, Trung Quốc. Thưa quý vị, theo dự báo thời tiết hôm nay, đợt rét hại kéo dài miền Bắc đã chấm dứt. Nhiệt độ bắt đầu vào chu kỳ tăng, nhất là ban ngày. Trời có nắng về trưa và chiều, nhiệt độ có thể tăng từ 4 đến 7 độ, thậm chí có nơi tăng gần 10 độ. Cụ thể, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết thúc đợt rét đậm rét hại kéo dài 10 ngày. Từ hôm nay 30 tháng 1, ở Bắc Bộ nền nhiệt tăng rất nhanh, cao nhất trong ngày lên đến 21 đến 22 độ và càng về cuối tuần, mức nhiệt tăng càng nhanh. Bắc Bộ trở lại hình thái thời tiết quen thuộc của mùa đông là có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hừng nắng. Trời vẫn rét, có nơi rét đậm, khi nền nhiệt thấp nhất duy trì khoảng từ 11 đến 15 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Đêm qua, một vài điểm vùng núi như Sapa, Đồng Văn, Cao Bằng ở mức nhiệt từ 8 đến 9 độ. Còn các nơi khác trên toàn miền, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt vẫn thấp nhất từ 11 đến 14 độ. Sáng sớm nay, nhiều nơi ở miền Bắc xuất hiện sương mù mờ mịt, có nơi tầm nhìn xa giảm xuống 1 km. Đến trưa chiều, nhiều nơi ở miền Bắc có nắng, nhiệt độ tăng khoảng từ 4 đến 7 độ so với ngày hôm qua. Phổ biến trên toàn miền từ 18 đến 24 độ, thủ đô Hà Nội khoảng 21 độ. Với khu vực Bắc miền Trung, thời tiết hôm nay cũng rất mưa, chuyển nắng đồng loạt. Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ trên 21 độ. Từ Đà Nẵng đến Phan Thiết, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, trời nắng kéo dài trong ngày. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một chạm mức nắng nóng 35 độ. Còn các nơi khác phổ biến từ 31 đến 34 độ, trưa chiều trời nóng. Tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai 31 tháng 1. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Thành phố Vinh, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Thành phố Huế, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Thành phố Đà Nẵng, hình thái thời tiết tương tự như thành phố Huế, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Quý vị thân mến, chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Và những ngày này ai nấy cũng đều tất bật hơn, đặc biệt là những người lao động để có một cái Tết đủ đầy. Từ 2 giờ sáng khi Hà Nội đang mưa nặng hạt kèm theo cái lạnh thấu xương, người mua kẻ bán tại chợ đầu mối ngã tư Sở đã đội mưa trong phiên chợ những ngày giáp Tết. Mặc dù là tự phát, nhưng do hoạt động nhiều năm qua nên chợ đầu mối ngã tư Sở, chợ Cầu Mới, quận Đống Đa, Hà Nội đã trở thành điểm cung cấp thực phẩm lớn cho nhiều quận trung tâm Hà Nội. Phố Cầu Mới kéo dài từ đường Nguyễn Trãi đến đường Láng, dọc theo sông Tô Lịch, dù chỉ dài khoảng 400m, rộng 9m. Nhưng bắt đầu từ 1 giờ đến 6 giờ sáng hàng ngày, luôn chật kín người bán kẻ mua với đủ loại rau củ quả. Rạng sáng trời lạnh kèm theo mưa nặng hạt, nhưng việc buôn bán tại chợ tự phát ngã tư Sở vẫn diễn ra sôi động, tấp nập. Tại chợ ngã tư Sở, bày bán đủ các mặt hàng từ rau củ như su hào, bắp cải, cải thảo, rau muống đến chanh, tỏi, ớt gừng. Một tiểu thương tại đây cho biết, rau củ quả được chị nhập về từ 1 giờ đến 2 giờ sáng, sau đó bán cho các tiểu thương nhỏ mang đi các chợ bán lại. 4 giờ sáng, nhiệt độ đo được tại khu vực chợ ngã tư Sở là 15 độ C. Trời lạnh kèm theo mưa khiến cái rét càng thấu xương. Trời lạnh kèm theo mưa nặng hạt khiến một số người run lẩy bẩy sau thời gian dài đứng dưới mưa mua hàng. Một người dân chia sẻ, lúc dậy thấy mưa to cũng ngại đi lắm, nhưng không đi thì cả ngày không có hàng để bán. Tết lại cận kề nên phải cố gắng, kiếm được đồng nào tốt đồng đấy. So với các chợ cóc và trong siêu thị, giá cả tại chợ đầu mối ngã tư Sở rẻ hơn rất nhiều. Chính vì thế, ngoài các tiểu thương, một số người dân cũng chịu khó dậy sớm đi chợ đầu mối mua rau củ về ăn. Trước đây, các tiểu thương rất ít bán lẻ, nhưng hiện nay do cạnh tranh cao, việc buôn bán khó khăn nên họ đã bán lẻ để thu hút khách hàng. Gần 5 giờ sáng, xe máy, xe đạp chất đầy rau củ nhanh chóng rời chợ ngã tư Sở rồi tỏa đi khắp các ngõ ngách, chợ lớn nhỏ của Hà Nội. Thưa quý vị, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức GFZ thông báo, hôm nay một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực biên giới Kyrgyzstan và khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc. Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức, trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10 km. Trước đó, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương. Trong đó, 5 người bị thương nặng trong trận động đất có độ lớn 7 độ Richter
tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc, Kyrgyzstan sáng ngày 23 tháng 1. Nhân chứng cho biết, khi xảy ra động đất, mọi người đã buộc phải chạy ra khỏi nhà trong cái rét âm 10 độ để tìm nơi trú ẩn an toàn. Theo CCTV, 12.426 người đã được đi sơ tán, trong khi công tác tìm kiếm cứu hộ đang diễn ra. Theo thống kê sơ bộ, 47 ngôi nhà đã bị sập, 78 ngôi nhà bị hư hại, điện bị cắt. Sở đường sắt Tân Cương đã phải ngừng hoạt động sau khi 27 tuyến được thông báo bị ảnh hưởng của động đất. Tại Kyrgyzstan, nhiều người cũng phải đi sơ tán sau động đất. Bộ trưởng tình trạng khẩn cấp của nước này cho biết, không ghi nhận thương vong và thiệt hại tại đây. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên 3 miền trong đêm nay và ngày mai 31 tháng 1. Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hứng nắng, trời rét, có nơi rét đậm. Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, khu Tây Bắc có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác, gió nhẹ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 27 đến 30 độ, phía nam từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Quần đảo Trường Sa, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Bản tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai 31 tháng 1. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại!